Khá lâu anh Cảnh mới xuất hiện lại, mà cái vai của anh Cảnh thì nó rất là hùng hồn, rất là nam tính, rất là mạnh bạo. Mà lúc mà gặp nhau cái ngày đầu tiên để mà đọc kịch bản thử thì ảnh khép nép, ảnh sợ hãi và ảnh Kiểu mình gặp một cái người không dám nói chuyện luôn á chị. tức là đang bình thường thấy em là khép nép hay là sao? Ý là ảnh không, ảnh đang khép nép với tất cả mọi người luôn, nhưng em bước vô là mặt ảnh xanh chành luôn. Không, tại vì là lâu quá mình cũng không làm việc, không lâu quá rồi mình không có đi đóng phim mà chị, cho nên trở lại mình còn cái tự cảm giác mình cũng bỡ ngỡ nhẹ. Xong rồi mình gặp mà kiểu Ngân cũng mình cũng bị dán nhãn á. Tức là mình coi hình ảnh ở trên mạng rồi coi vai diễn, coi hình ảnh mình thấy ô sao mạnh đó. Ý là nhìn thấy mạnh mẽ. Xong rồi cái mình dán nhãn xong mình gặp lại cái mình chưa còn nhìn gì hết, nhưng mà nghe cách nói chuyện rồi nhìn 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 rồi em thấy có biểu hiện chê nhẹ. Wow. Tức là Thúy Ngân chê em. Rồi xong cái em mới khép nép luôn. Wow, xuất sắc, chị cảm Em ơn em. chưa nói một lời nào chê cả.